Gia Ân và Thiện Hạnh xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin 24 giờ qua là các bản tin có liên quan đến thế giới. Nghi phạm âm mưu tiến hành một vụ đánh bom khủng bố đã ra hầu tòa tại Lebanon. Amr Khayyat, người đàn ông gốc Lebanon mang quốc tịch Australia, vốn bị cáo buộc tội danh lên kế hoạch đánh bom một chiếc phi cơ của hãng hàng không Etihad Airways, vốn trên không trình từ Sydney đến Abu Dhabi, đã vừa bị áp giải ra một tòa án quân sự ở Lebanon vào ngày thứ Ba, 4 tháng 9. Amr Khayyat cùng hai người em trai là Khaled và Mahmoud Khayyat đã bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố, nhắm mục tiêu vào chuyến bay mang số hiệu A380, chở theo 400 hành khách và thành viên phi hành đoàn vào tháng 7 năm 2017, bằng cách sử dụng thuốc nổ giấu bên trong búp bê. Âm mưu này đã bị lộ tẩy vì hành lý xách tay của đương sự vượt quá giới hạn cho phép của hãng hàng không. Khaled Khayyat và Mahmoud Khayyat đã bị bắt ở Australia. Em trai của họ là Tarek Khayyat đã sang tham chiến ở thành phố Raqqa của Syria vào năm 2016, thể theo lời chiêu dụ của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS tại Trung Đông. Phiên tòa xét xử tiếp theo đã được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Kính thưa quý vị, thủ phạm đánh bom gần tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Cairo đã bị bắt giữ. Một người đàn ông bị tình nghi là kẻ chủ mưu đứng sau vụ đánh bom gần tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Cairo của Ai Cập đã vừa bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 9 sau khi một lọ thủy tinh chứa hóa chất dễ bén lửa bất ngờ phát nổ bên trong cặp táp của ông ta. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Twitter, giới chức trách tòa đại sứ Hoa Kỳ cho biết không có bất kỳ một ai bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng sau vụ tấn công này. Mọi hoạt động đã quay lại như cũ sau khi cảnh sát hoàn tất tiến trình điều tra. Bộ Công an Ai Cập đã xác nhận thủ phạm là một người đàn ông 24 tuổi mang tên Abdullah Aman Abaresa. Một nhân chứng kể lại rằng cô đã nghe được tiếng nổ lớn, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đeo cặp táp ở gần khách sạn Semeras, vốn tọa lạc trên đại lộ dẫn vào tòa đại sứ Hoa Kỳ. Kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ trong cuộc đảo chính vào năm 2013, phe cánh của phe ISIS tại Ai Cập có tên là tổ chức khủng bố Sinai Province đã liên tục tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm mục tiêu vào các nhân viên chính phủ và cơ quan an ninh. Tiếp theo là bản tin cho biết một người biểu tình bị thiệt mạng trong phong trào tuần hành chống chính phủ ở Basra. Hàng trăm người cùng nhau quy tụ về một văn phòng chính phủ ở thành phố dầu hỏa Basra thuộc mạng Nam Iraq vào ngày thứ Ba 4 tháng 9 để kêu gọi công lý cho một người biểu tình từng bị thiệt mạng trong màn đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động trong khuôn khổ của cuộc tuần hành cách đó một đêm. Yasser Maki đã qua đời bên trong bệnh viện và 6 người khác bị trọng thương trong cuộc biểu tình bạo động chống tham nhũng và phản đối tình trạng thiếu hụt dịch vụ công cộng tại Basra. Cổng ra vào văn phòng chính phủ đã bị người biểu tình đập phá, buộc giới chức trách phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Vào chủ nhật tuần trước, cảnh sát cũng đã dùng vũ lực để giải tán người biểu tình tụ tập trước lối ra vào của mỏ dầu Nar bin Omar. Người dân cho biết họ đang phải đối mặt với sự thiếu hụt của các dịch vụ công cộng cũng như tình trạng thất nghiệp và tham nhũng đang ngày càng gia tăng. Kính thưa quý vị, 8 người bị thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn ở Nam Phi. Ít nhất 8 người được cho là đã bị thiệt mạng sau một vụ nổ bên trong kho đạn ở thành phố Somerset West gần thủ đô Cape Town của Nam Phi vào ngày thứ Hai 3 tháng 9. Hiện tại nguyên nhân vụ việc đang được giới chức trách điều tra. Theo lời các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, vụ nổ đã xảy ra tại kho chứa đạn dược Regimental General Munition RDM, vốn được điều hợp bởi công ty quốc phòng Regimental của Đức và cơ sở sản xuất vũ khí Genel của Nam Phi. Phát ngôn nhân của RGM nói rằng chỉ có duy nhất một tòa nhà bị tàn phá và hiện vẫn còn quá sớm để kết luận tổng số người bị thương vong. Các sản phẩm của RGM thường được phân phối cho quân lực Nam Phi và các quốc gia khác trên toàn thế giới. Thưa quý vị, tiếp theo là một bản tin cho biết có ít nhất 6 người bị thiệt mạng vì bão Jebi ở Nhật Bản. Ít nhất 6 người được cho là đã bị thiệt mạng sau khi bão Jebi đổ bộ vào mạn Tây Nhật Bản vào ngày thứ Ba 4 tháng 9, gây nên tình trạng hỗn loạn tại các phi trường, đồng thời tàn phá nhiều nhà cửa và cơ sở thương mại trong khu vực.
Truyền thông địa phương cho biết phi trường quốc tế Kansai International tọa lạc trên một hòn đảo trong vịnh Bay of Osaka đã phải hủy bỏ mọi hoạt động vì gió bão sau khi một chiếc xe tải lao sầm vào chiếc cầu chính dẫn vào phi trường. Sóng biển dâng cao đồng thời khiến cho khu vực terminal chính của phi trường này bị ngập lụt. Hơn 2.600 hành khách và nhân viên bị mắc kẹt ở nơi đây. Jebi trong tiếng Hàn có nghĩa là nuốt chửng. Đây là cơn bão mới nhất tấn công vào Nhật Bản trong mùa hè này. Bão Jebi đã tấn công vào đất liền trên đảo Shikoku, sau đó di chuyển sang đảo Honshu gần thành phố Kobe. Kính thưa quý vị, một chiếc cầu xa lộ bị sập tại thành phố Kolkata của Ấn Độ. Lực lượng cứu nạn địa phương hiện đang nỗ lực đào bới đống đổ nát để tìm đưa những người bị mắc kẹt ra bên ngoài sau khi một chiếc cầu xa lộ bị sập tại thành phố Kolkata thuộc mạng Đông Ấn Độ vào thứ Ba ngày 4 tháng 9. Giới chức trách cho biết, nhiều chiếc xe đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá và hiện vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người thương vong. Thị trưởng thành phố Kolkata là Sovan Chatterjee đã được tháp tùng tới khu vực xảy ra tai nạn để thẩm định mức độ thiệt hại của vụ việc này. Đảng cầm quyền của tiểu bang West Beacon nói rằng cái cầu bị sập đã được xây dựng cách đây 40 năm. Nguyên nhân gây ra tai nạn sập cầu đến nay vẫn là một ẩn số. Vào tháng 3 năm 2016, chiếc cầu khác đã bị sập ở thành phố Kolkata, khiến hơn 20 người bị thiệt mạng. Quý vị đang theo dõi phần tin 24 giờ. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.